làm cái lán nhỏ nhỏ tạm thôi. Chỗ nào nhỉ? Cái này đi, chỗ đấy đi. Đói rồi, đi ra ngoài suối này xem có cá không. Thank you.
que xiên nữa nè. Ui, con to thế.
cho lượng. Chặt bằng cái đầu này.
ở trong. Quá đẹp. Sang lấy đi. Được con rồi. Đây. Trời tối mưa thế nhỉ. Đây, cá đây. Thank you.
Làm giống nha. Đây đây đây. Dài nhỉ.
bóc đi nhỉ? Bóc vỏ đi. Đuổi anh nhé. Ngon đấy. tay đấm đá. Sao có một con lợn làm sao bị chết rồi? Đây. Chả biết. Ô,
chết thế nhỉ? Chả biết. Chắc cái gì cắn nó thế. Chả biết, ô có dấu cắn đây này. Ô cái gì cắn nó đây. Sắp thôi mai mà mưa chẳng biết làm gì. Mưa làm gì trời mưa. Con này to đấy. Thả tay bên này ra. Ừ, không vặn lại thế. Đây. Thế nó nên như ảnh. Đánh tới đây một chiếc rồi. Cái này có cái chuột đi này. Bỏ tay ra.
dài. Đi rồi. Ra ngoài là ăn chân sáng. Con chuột to thế. Ôi con trai. Cho đuôi nướng, đuôi trước. Dâu à, cái đuôi nữa. Thank you.
nhá, cảm ơn chị nhá. Ừ. Em về luôn. Xanh lên đường lên chưa? Dùng bới rồi đây này. Đó. Đây. Chắc nó còn ở đây thôi. Đi cầm cây đi lên bên này đi. Được hai chân luôn. Được. Còn máy. Một đôi đấy nhỉ. Đẹp thế này. Còn mấy quả chắc không nở nhỉ, nó không ốp nữa nhỉ.
Đấy, chắc con nó nhỏ nhỏ này chắc con nó. Nó hết một bên. Ô đến vậy. Đây chắc 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 chưa bật nhiều. Chết rồi à? Con đi thăm ấy, nó đâu quá về mình thả vào đây chết rồi. Chết mất. Chắc nó dính bẫy lâu quá. Chết đầu mất quá nó chết mất. Nó bầu nha. Đứng nhiều chưa? Đúng. Thank you.
chắn. Vàng chưa chín, cũng nhiều. Tôm tôm dùng sai thật nhỉ. Mà chưa chín rồi. Chín rồi đấy. Nó lên này. Đi. Bên này có một nhí này. Xong một cái lồng trời ơi bỏ to thế nhỉ, sắp tối rồi. Thank you.
con gà ăn. Con gà ăn, con gà ăn cho con gà. Bây giờ. Cái này có. Mưa đây. Hay lắm. Gà nở được mấy trứng rồi. Ngọt ngọt đấy nhỉ. Nóng nóng này ăn ngô này giải nhiệt. Làm cái này thôi.
Chà, nước ào lên nhiều thế. Lắm sáu con đấy. Lắm sáu con đấy. Ngọt không? Chưa. Rồi xong một chiếc. Đấy, thấy đẹp không? Ây da, giống cái đó. Đấy, cái thủ một cái nhỏ thế này. Đấy, đây. Theo dòng nước thì cho nó chạy xuống. Là nó vượt qua mẹ.
còn nên đi ngâm mình. Nằm ngủ thôi, cho nó mát thôi. Ôi giời ơi, mát thế. Con này to thế, thêm con nữa rồi sao ấy. Ôi rồi, con này chết rồi. Con ư, đây, đây, chồng. Cái này nhiều bùn lắm, nhiều bùn đây. Ai, đông đầu ai xuống đây chứ. Đây. Nhiều thế. Xuống làm giống. Còn xuống đây tập con giống. Làm giống lớn. Thank you.
Ôi, nhiều thế nhỉ. Phải thế. Được chưa? Thải nhé. Để luộc luôn. Lấy cho bạn lấy cái trứng ra đi. Lấy rau ngót
Ôi, cắt tóc già được muối cắn bộ hết đậu. Để cho khô làm giống tiếc. Chút ra ngoài. Xin vô đấy. Ăn được rồi đấy. Rồi sau còn nên đi lấy. Dầu gì không?